Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu có dịp mời Ánh Hoa tham quan một cái dự án rất là đặc biệt tại Đức Hòa đó Ánh Hoa. Thì khi sáng là rất là sớm, mình mời Ánh Hoa để trực tiếp đi cùng với bên mình di chuyển xuống cái dự án. Thì khi sáng mình đi như vậy đó, thì Ánh Hoa từ mà trung tâm Sài Gòn á, thì Ánh Hoa nghĩ là mình di chuyển xuống đây khoảng bao nhiêu phút? Em đi thì em coi để ý thì mình đi tới từ Sài Gòn xuống đây khoảng tầm 30 phút. Thì cái đầu ấn tượng đầu tiên á, mình tới cái dự án á, thì là dự án nó rất là, họ gần như là họ đã làm thị trường, làm cái khu vực chia bên kia là Hồ Sen. Thì nó đã hình dung làm cho khách hàng, cho bản thân em đã hình dung được cái dự án trong tương lai nó sẽ phát triển. Thì hiện tại hôm nay á, em xuống là thứ nhất em coi cái vị trí, tại vì thực sự cũng đang muốn đang tìm kiếm một sản phẩm nào đó để đầu tư. Quá tuyệt vời không? Cũng hy vọng là sẽ tìm hiểu thêm, thì anh sẽ có thể chia sẻ cho em một số cái ở đây để tham khảo thêm. Cảm ơn Ánh Hoa. Thì mình và Ánh Hoa đang đứng trực tiếp là một tổ chỗ là cái nhà điều hành của dự án. Sau này ở đây là một cái dạng như là nhà điều hành và cái trung tâm thương mại, nhà bán hàng của dự án ha. Thì tổng quy mô của dự án như mọi người đã biết cái là ở đây là khoảng là 48,5 ha. Rất là lớn. Và xung quanh toàn bộ là rất là nhiều khu công nghiệp Ánh Hoa. Thì ở đây là chủ đầu tư phân tách ra rất là nhiều loại diện tích, từ là 5x14, 5x17, 5x18, 5x20, có những cái diện tích biệt thự như 6x20 nè, 6x18 và những biệt thự ven sông 10x20. Cái này xây thì mình là xây tự do hay sao? Ở đây là gần như là đầu năm 2022 này chỉ còn có duy nhất cái dự án của Đức Hòa Long An này là đang chào bán và có pháp lý sổ hồng từng nền. Rất là đặc biệt. Và ở đây là xây dựng tự do đó Anh Hoa. Ở đây xây dựng tự do ở là giống như là có cái khoảng lùi trước lùi sau, còn là mình được xây dựng theo cái ý của mình, không có phải là theo một cái khuôn mẫu nào hết. Và ở đây tầm khoảng là xây dựng khoảng một trệt hai lầu, mình đừng có xây cấp 4, còn mình xây như thế nào đều được hết Anh Hoa. Em thì thực sự tài chính vẫn còn đang thiếu hụt một chút, đang cân nhắc, thì anh xem ngân hàng nào hỗ trợ ta. Đối với cái dự án này thì được ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị, và có một vài ngân hàng lớn như là Vietinbank nè, OCB nè, tổng cộng 3-4 ngân hàng, và có rất là nhiều chính sách hấp dẫn, đặc biệt cái chính sách là ân hạn lãi gốc trong vòng từ 1 năm, từ 12 tháng đến 18 tháng, và cái lãi suất là rất là tốt nha. Rồi ngoài ra thì có rất là nhiều cái chương trình hấp dẫn trong cái đợt mở bán đầu tiên này luôn. Sẽ có cái chính sách chiết khấu và có cái chính sách gọi là khuyến mãi. Hiện tại thì em thấy đợt 1 mở bán thì em đang quan tâm cái mặt phía bên ngoài á, thì anh có thể là chia sẻ, tại vì tụi em về cân nhắc nữa. Rồi. Cái mặt là vị trí có thể đầu tư, tại vì em là sau này em sẽ lướt sóng đầu tư. Lướt sóng thì theo như Phước Sửu phân tích đó Anh Hoa, thì đợt đầu này là chỉ cần Anh Hoa mà lấy được căn là Anh Hoa đã đầu tư rồi. Và giá trị lợi nhuận đầu tư của cái dự án này rất là cao luôn. Thì theo như Phước Sửu phân tích, rất là nhiều dự án của Long An mình đã bán rồi đó Anh Hoa. Thì ở đây á, là một nơi gọi là đầu tư rất là tiềm năng luôn. Bởi vì nó có kết nối hạ tầng rất là dễ dàng. Thì bây giờ là mình phân tích sơ qua về cái kết nối hạ tầng một tí xíu, để mình có thể là đi sâu vào dự án sau. Thì từ cái dự án bên mình mà đi về, đây là đường tỉnh lộ 10 Anh Hoa, thì mình đi về sân bay thì tầm khoảng hơn 10 phút thôi. Đi về trung tâm cái hướng mà Aeon Bình Tân ấy thì tầm khoảng 15 phút. Về quận 1 thì khoảng hơn 20 phút. Khoảng 25-30 phút là về trung tâm ha. Rất là thuận tiện di chuyển. Và ở đây thì là có 20 cụm khu công nghiệp xung quanh dự án luôn. Nổi trội ở đây là khu công nghiệp Hải Sơn, cụm khu công nghiệp Hải Sơn, trong đó là có Đức Hòa Đông. Và có một cái điều đặc biệt á, là Đức Hòa bây giờ là vừa khởi công cái đường tỉnh lộ 823B. Cái đường này thì thông từ trung tâm về từ Sài Gòn và đi qua Đức Hòa và lên cái hướng là Củ Chi, hướng bên đó ha. Thì và ngoài ra là từ dự án bên mình á, thì rất là nhiều là trường học, bệnh viện. Và trên cái đường khi nãy đi ngang qua Ánh Hoa có nhìn thấy là một cái bệnh viện rất là lớn. Bệnh viện gì nhớ không?
bệnh viện Nhi, bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh. Nên nhớ là cái tiện ích rất là lớn, tiện ích rất là nhiều. Cái bệnh viện Nhi đó là một cái bệnh viện gọi là khi mà khai trương thì khi mà khánh thành mà đưa vào sử dụng thì giảm thiểu rất là nhiều cái loại bệnh nhân mà đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1-2. Cái mà em quan tâm là ở hiện tại là dự án này thì khu công nghiệp gần nhất ở đây cách là bao nhiêu km? Cái khu công nghiệp gần nhất thì kế bên mình luôn Anh Hoa. Đi ra cách bên mình tầm khoảng chưa tới 500 mét thôi. Một cái dự án rất là đẹp và rất là quy mô, nhưng mà nó không quá xa và không quá gần. Không quá xa ở đây là nó không quá xa những cái cụm tiện ích, nhưng mà nó không quá gần cái đường lớn. Nên nó là vấn đề mình di chuyển lại rất dễ dàng, nhưng mà mình nằm vào một cái cụm là khu dân cư bên trong, nó yên tĩnh, không có xô bồ và không có bị gọi là xe tải hay xe container đi vào. Bởi vì dự án của bên mình là cách mặt tiền đường chính của những cái cụm khu công nghiệp tầm khoảng có 500 mét thôi. Khi sáng anh Hoa xuống đây thì cảm nhận như giờ thế nào về dự án? Nói chung là em thấy dự án đã đồng bộ lên thì cũng ưng đấy, nhưng mà về cũng phải hỏi ý kiến gia đình nữa. Rồi. Thì về chính sách thì cũng có ngân hàng, tại vì cái lo đầu tiên tại tụi em đầu tư là cái dự án đầu tiên. Nói chung là cũng chưa chơi bao giờ hết, nhưng mà cũng có một chút rồi thì bắt đầu và chơi thì cũng cần phải vay ngân hàng, thì cũng đã có ngân hàng hỗ trợ. Đúng rồi. Vị trí thì cũng là thực ra cái phân khúc đó, cái dòng tiền của tụi em cũng là còn nhỏ còn thấp. Nên là cũng vừa với dòng tiền của tụi em thì có thể về em sẽ cân nhắc và biết đâu được em lại ủng hộ anh được một lâu. Đúng rồi, thì nói sơ qua một tí xíu về cái chính sách thanh toán á, thì mình chỉ cần có khoảng 30-35%, còn lại thì mình thanh toán giãn trong vòng là một năm, hơn một năm. Còn không thì mình có thể là hỗ trợ vay ngân hàng với là cái là lãi suất ân hạn lãi suất trong vòng 1 năm đến 18 tháng, là coi như là trong một năm đó mình vay là không có cần phải suy nghĩ gì đến là lãi suất nè, suy nghĩ gì đến gọi là cái gốc hết. Nên nó là rất là tiện lợi luôn đó. Thì là một cái cơ hội rất là tốt để đầu tư, trong khi là tất cả các khu đô thị vệ tinh ở Sài Gòn này là hiện tại là xung quanh Sài Gòn là rất là hiếm, rất nhiều những hiếm cái khu công nghiệp, và nhất ở đây là quy mô của dự án đến gần 50 hecta nhưng mà có sổ hồng riêng từng nền và không có ép buộc Ánh Hoa phải xây dựng ở liền. Tức là bây giờ em mua là có sổ luôn. Hiện tại Ánh Hoa nếu mà đợt này mà booking mà chọn lựa được căn á thì trong vòng một năm sau thì mới có sổ. Còn bây giờ là pháp lý cơ sở hạ tầng và pháp lý đã hình thành hết, trong đó là có là quyết định bàn giao đất nè, của chủ trương chấp thuận để thành dự án, giấy phép xây dựng, đóng thuế đất và coi như là đầy đủ tất cả những chi tiết để trở thành một cái dự để triển khai dự án. Và trong vòng mà khoảng 12 tháng thì mình sẽ được chủ đầu tư cấp sổ hồng từng lô. Đó, rất là tuyệt vời phải không? Suy nghĩ đi, quyết định chọn được một lô trong năm 2022 này để làm quà cho gia đình. Mình chỉ cần khoảng 30-35% giá trị thôi. Còn lại là ngân hàng sẽ lo hết. Đúng rồi, tại cái điều quan trọng đó thì coi như là cái dự án đầu tay thì cũng rất là mong. Anh Xỉu là phải chia sẻ thật với em nha. Đúng rồi. Cái dự án đầu tay nên là em cũng phải là cân nhắc nhiều lắm. Đúng rồi. Không biết đâu được sau này em có duyên với anh thì em sẽ đi theo anh theo một chặng đường dài. Rồi, cảm ơn Ánh Hoa đã cùng với Phước Sửu đi tham quan và chia sẻ, sự Phước Sửu chia sẻ những cái thông tin và rất là mong là Ánh Hoa sẽ lựa chọn được cái vị trí nền trong cái đợt đầu tiên này luôn. Dạ, ok. Rồi, xin chào. Anh cho em xem cái nền. Mình sẽ chi tiết đầy đủ cho Ánh Hoa ha. Dạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau. Sau những video khác thì Phước Sửu sẽ chi tiết hơn về thông tin về dự án. Xin chào.